Đấy, rồi, chúng ta sẽ cùng ngắm cái chiến binh đạt giải nhất hôm nay của em Sơn Mon. Con này chớp đây đúng không? Chớp này thì đang sử dụng loại cám nào của bên Sơn nhỉ? Chớp này đang sử dụng cám 3-in-1 anh ạ. 3-in-1 của Sơn à? Đây, đây, đây. Cái cám này thì Sơn có cái chia sẻ với anh em về cái cách sử dụng như nào, mình có đây, cần lưu ý như nào? Thì cái này thì vừa thay lông này, vừa nuôi dưỡng và vừa nuôi thi đấu được luôn. Thế bây giờ cái chế độ hoa quả điều biết em làm nào? Chế độ hoa quả thì anh em cứ điều ngày nào hoa quả, nhưng mà lưu ý chú ý là dòng cám của em hay điều là cái những cái sáng mà đầu tuần ấy, thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ điều là táo, chuối hoặc với cà rốt đấy, xoay nhau trong 3 ngày đấy. Rồi. Còn đến thứ 5 là cho một bữa đu đủ. Đấy, xong rồi thứ 6 là sẽ một bữa cà rốt hấp. Thứ 6 bữa cà rốt hấp và thứ bảy và chủ nhật trước khi đi thi là sẽ ăn đu đủ. Trước khi đi thi ăn đu đủ. Thế mồi tươi thì em cho ăn như nào? Mồi tươi thì trung bình thì sẽ tùy từng con. Như con này, con chớp này thì thứ 2, thứ 3, thứ 4 ăn khoảng tầm chục con. Thứ năm và thứ sáu thì cho ăn khoảng tầm 20 con. Thứ bảy thì thôi, thứ bảy chỉ ăn cám và ăn hoa quả thôi. Bởi vì cái lượng đạm ấy ăn nhiều quá nó sẽ cũng khó tiêu, nó hay có sẽ tình trạng dễ bị móc bô. Thế nhưng mình điều như kia sẽ không bị móc bô nữa. Rất là tuyệt vời. Tắm táp thì như nào? Tắm thì cứ bình thường là tắm cách 2 ngày 1 lần, có nghĩa chủ nhật thi thứ bảy tắm. Đấy, anh em là có thể nghiên cứu cái cách chăm chim của bạn Sơn nhé. Ok, cảm ơn. Ê, nhưng mà em chăm hay là bạn này chăm? Bạn này dạo này cũng chuẩn bị tập chăm anh ạ. Ok, cảm ơn Sơn đã chia sẻ nhé.